Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của mình. Thì trong video này mình sẽ quay trở lại với lại cái quickly trick, có nghĩa là mỗi tuần mình sẽ cho ra một cái trick nho nhỏ. Trong nói chung là tất tần tật ý là tất tần tật những cái trick mà ở trong thị trường crypto, kể cả nó đi dần hay là không đó. Thì cái video này mình sẽ cái trích hôm nay á, mình sẽ nói đến á, là làm sao để swap mấy contract á, mà nó tính phí đó, contract tính phí mà anh em không phải chỉnh slip pay, có nghĩa là anh em bỏ cái bước slip pay luôn đó, mà anh em chỉ cần chỉnh cái ý là điều chỉnh làm phẫu thuật trong video này đơn giản thôi đó, là nó sẽ tự động kiểu điều chỉnh slip bay cho anh em luôn. Thì cái trick đó là nó như nào đây, đây nha, mình ví dụ nha, là mình sẽ lấy một con là ví dụ thôi. Ví dụ con Mega Shiba X Inu nè, đúng không? Đây, thì mình sẽ copy cái contract của nó đó, đây đúng không? Đó, copy trên Destool nè. Đó, sau đó mình sẽ mua thử nha. Đây, bây giờ nè, thường á, đa phần á, thì anh em sẽ hay mua theo kiểu là tròn số đúng không? Có nghĩa là ví dụ như anh em có một ETH đi, thì anh em mua là mua chơi kèo xổ số đi, là anh em sẽ mua là 0,05E hay là 0,1E, 0,015, 0, nói chung là cái số nó tròn, hoặc là 0,012, 0,13 gì đó, nói chung là không quan trọng. Đó, chỉ là cái số mà bạn swap cái số E bạn swap sang đổi để mua cái con đó, là anh em sẽ sử dụng cái số nó tròn đó. Thì giờ mình sẽ thử nha. Đây, bây giờ mình sẽ swap thử 0,1E đúng không? Đó. Thì giả sử như bây giờ mình không biết nha, cái con này nó lấy tính phí là bao nhiêu. Đó. Thì giờ mình bây giờ mình sẽ gọi là giả sử như trường hợp mình không có biết cái trick này đúng không, thì mình sẽ làm như này đó. Thì giờ mình swap nè, thử nè, 0,1 nè đúng không, đó anh em thấy á, cái lúc mà anh em bấm swap xong á, anh em bấm confirm swap nè, nó không có được đúng không, nghĩa là nó không có chấp nhận, không chấp nhận cho anh em mua cái giao dịch này rồi. Vậy thì anh em phải tăng cái slip pay lên đúng không, giờ tăng 1%, không được luôn đó. Bây giờ tăng tiếp nè, à bây giờ anh em thấy nè, nó để cái slip pay auto nè là 6.84%, 6.84% nè, bây giờ lên nó tăng 7.32 nè, thử test thử coi 7.32 nha, rồi không không được luôn, giờ tăng 10% luôn coi, 10% nha. Đây, không được luôn, 12% nữa coi, không được luôn, 15% nữa coi. Nói chung là mấy cái con đi dần đó nè, thì cho đến thời điểm hiện tại á, là hầu hết mấy con đi dần này kẹt phí rất là cao đó. Cho nên đó, bây giờ nè mình chỉnh sang không phết, mình chỉnh cái slip bay lên là 15% đó, 15% nha, thì nó mới được đó. Đây ta, khi nào mà nó hiện lên cái pop up MetaMask nè thì nó sẽ chạy được nè, đó là em có thể swap được, có thể swap được nha. Ok, thì nói chung á, nếu mà kiểu cứ mò mò cái slip pay nè,
đúng không? Mà gặp mấy ông đi dần nữa, mấy ông đi dần trader đó, thì không có cái thằng nào á mà cứ ngồi mò cái slip bay này cả, tại vì nó rất là mất thời gian đó. Đi dần trader nó sẽ phục rất là quan trọng cái việc là bạn swap cái lệnh đó cực kỳ, phải cực kỳ nhanh thì đó mới nó mới ok đó. Tại vì bạn trễ hơn, bạn swap trễ hơn trong vòng 5 10 giây thôi là coi như là đi luôn luôn rồi, chứ đừng nói. Nói chung là cái thế giới đi dần đó anh em, là anh em swap phải quan trọng này lắm đó. Đó. Vậy thì làm cách nào để mình không cần phải chỉnh cái slip bay này? Giờ mình để 0,1% nha. Mình không phải chỉnh cái slip bay này luôn mà có thể swap được. Đó. Thì giờ anh em chỉnh sao á, khi sao cho mà cái nói chung là anh em không cần, không đừng có để cái số này là tròn số quá nè, ấy là cái số mà ETH đó, đừng có tròn số quá. Có nghĩa là thế nào, bây giờ mình sẽ chỉnh cái số không, ý là bây giờ mình sẽ chỉnh là thay vì mình mua 5 5 triệu không trăm, nói chung là 80 280 nè đúng không, thì giờ mình thêm giờ 01 nè đúng không. Đó thì nó sẽ thì lúc này nè, nó sẽ ý là anh em á, đúng không? Bây giờ anh em muốn mua 0,1 e đúng không? Thì anh em chỉnh 0,1 đây trước. Đó. Sau đó anh em cái chỗ này anh em thêm chấm 0,1 nữa. Đúng không? Hoặc là anh em đổi số 9 ở đây nè. Đổi đây là số 9. Đó. Hoặc là nói chung là cách thủ hiệu nhất á thì cứ thêm 0,1 hoặc là ở đây là 0,99 gì á, nói chung là miễn sao á, làm sao á cho cái số này nó lẻ là được. Cái số ETH này nè, bạn bạn muốn swap ra nó là lẻ số đó. Thì cái lý do mà giải thích ở đây á là nó rất là đơn giản thôi. À, không, thực ra cũng không đơn giản lắm, kiểu nó tính thuần về bên kỹ thuật hơn. Có nghĩa là cái thư viện JavaScript á. Tại vì cái thằng Uniswap nè, nó build trên nói chung là nó xài ngôn ngữ JavaScript, cái UI nè đó, nó xài JavaScript và nó xài cái thư viện Bitnumber đó, thì nó sẽ làm tròn số khác so với lại cái cách làm tròn số nó rất là khác so với lại cái trong trong cái smart contract đó anh em. Đó, trong cái ngôn ngữ Solidity á, tại vì Solidity á là nói chung là không có floating number, không có số thập phân, là trong smart contract á, ở trong ngôn ngữ Solidity á là chỉ có số integer thôi, số gọi là cái số mà nó không có số, không có chấm chấm 0,99 này nè, đó không có phần thập phân. Đó. Cho nên á, cái việc lập tròn của cái thư viện trong JavaScript ấy, nó sẽ bị sai lệch một tí thôi. Đó, dẫn đến cái việc mà cái này mình sẽ bị nói chung nó không không gọi là bị lỗi. Mình cũng không biết xài từ sao cho chính xác. Đó. Chỉ là nó conflict với nhau thôi. Đó, hai bên ngôn ngữ conflict với nhau thôi thì đó rất là bình thường. Vậy giờ cái đó là cái lý do chính đó. Thì bây giờ thôi, nói đủ cái lý do rồi đúng không? Mình swap thử nè, coi có được không nha. Bây giờ nha, mình bấm confirm nè. Đây, nó hiện lên MetaMask nè. Đó, rất là đơn giản, chỉ cần một cái mẹo đơn giản thôi. Cái mẹo này á anh em áp dụng cho tất cả những các con nào xài phí nha, đều được hết, không có con từ nó, với lại áp dụng cho bên PancakeSwap hay là nói chung là bạn giao dịch trên bất kỳ cái sàn AMM nào đó,
Chờ, kiểu như là xài máy ảo EVM đó, ví dụ như bên BSC là sẽ có PancakeSwap nè, hay là bên Avax á, sẽ có là Trader Joe đúng không, hay là Pangolin rồi, nói chung bla bla, ý là cái thằng nào mà xài kiểu dạng dạng EVM á, xài mấy máy ảo EVM á, thì có thể xài cái trick này. Còn bên Solana thì mình không rành lắm, mình không biết đó. Thì cái mẹo rất là đơn giản thôi, là anh em có thể swap được một cách nhanh chóng, không phải ngồi ngồi mò cái slip pay này đó, tiết kiệm rất nhiều thời gian anh em. Không, tại vì một số anh em sẽ nghĩ là cái này cái đâu có gì đâu, rồi mình chỉnh slip pay tay chay á thì cũng được mà. Thì tùy anh em thôi, nếu anh em nào mà muốn kiểu chơi hạt, muốn kiểu mà tự ngồi mò slip pay cho nó lâu thì đó thì tùy thôi. Với lại nếu mà bạn kiểu không có quá quan trọng về cái thời gian á, kiểu như đấu nhau về thời gian swap á, thì cái này cái trick này vô dụng. Còn cái trick này á, nó hiệu quả cho những người mà kiểu là đấu đấu về mặt thời gian á, về mặt thời gian swap á. Đó, ok, thì cái trick của hôm nay đến đây là hết rồi. Thì anh em nào nếu mà thấy hay á thì nhớ like, subscribe và chia sẻ cái video này để ủng hộ mình nha, với lại team nha. Ok, cảm ơn em đã đón xem video này.